Alo. Alo, vâng, chào chị có nghe rõ không ạ? Dạ em nghe được anh. Vâng, qua điện thoại của chương trình, chúng tôi có nhận được một đăng ký của chị muốn được tư vấn về chuyện tâm lý tình cảm đúng không ạ? Dạ. Vâng. Em thì trước là có một đời chồng, nhưng mà 8 năm thì không có con. Thì gia đình nhà chồng mới đuổi, thì mà cũng đi lang thang để gặp được cái ông anh này ở bên Bắc Giang, thì mà cũng mang nhau vào miền Nam làm ăn. Thì anh ấy cũng cứ nói dối là anh ấy là coi như bỏ vợ rồi, cắt đứt rồi, thế nó ở với nhau thì là được còn một thời gian, thì là mới lộ tẩy ra là anh ấy chỉ có là coi như là ly thân thì chưa cắt đứt, ở với nhau thực sự thì anh con cái anh chả có, nhưng mà ông cứ rượu chè ông ấy hành hạ ông đánh đập khổ quá anh ạ. Thế mà bây giờ bỏ thì ông không chịu buông, thế mà bây giờ bên nhà chồng thì nó chả coi mình ra cái gì, lại chả có danh một phận gì. Thế bây giờ thì muốn là nhờ là bên chuyên gia tư vấn giúp em, mà bây giờ là ông cứ lì mãn như thế này thì đứng lại hay là hất ra để đi tìm cuộc sống khác, hay để cho bình yên về già. Vâng, thế chị đã làm gì để thể hiện cái mong muốn dừng lại của mình rồi? Thì em cũng nói lời chia tay rồi em van xin, bây giờ như nào mà ông ấy không bỏ, ông giết, ông đốt nhà tiền nong kinh tế để trả những người, thì ông ấy đòi chia hết. Bây giờ chỉ còn có mỗi cái tỷ tút nữa là 60 mấy mét vuông đấy, thì coi như là em thì em vẫn cứ bảo rằng là nếu mà ông nghĩ là ông ở với tôi mấy chục năm mà con cái chả có thì ông để cho tôi một nửa thì tôi cảm ơn, còn nếu ông không để cho thì tôi cũng đồng ý là chia ra, ông đấy thì ông cho tôi xin tiền mà tôi lấy thì tôi gửi ông tiền, nhưng mà ông nó bảo tao không thèm tiền, cứ để đấy bây giờ tao chết thằng hai. Còn như là bây giờ ông cứ về mới có vợ cả bên quê, lâu lâu ông lại chán ông sang đây ông vả đây không có đồng bạc nào, coi như là mình em phải lo hết. Thì xong bắt đầu là bên có cú điện thoại là bắt đầu ông ấy lại xách xe ông ấy chạy, thế là ông là bên ý, thời gian thì ông ấy lại chạy sang đây thì chán đây thì ông ấy lại về. Thì bây giờ đánh không đánh được, đuổi thì không đuổi được, bây giờ ra pháp luật thì không có kết hôn. Thế là bây giờ thì mình thì muốn dừng lại nhưng mà người ta thì không muốn và người ta luôn luôn đe dọa mình. Chuyên gia tâm lý Hồng Hạnh đã lắng nghe câu chuyện của chị và bây giờ chị Hồng Hạnh sẽ trao đổi với chị nhé. Vâng, mời chị Hồng Hạnh. Vâng, cảm ơn anh Thanh Tùng. Chào chị ạ. Vâng. Anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hơn 50 tuổi rồi chị ạ. Anh chị còn đi làm nữa không? Em vẫn đi làm ạ. Em đi bên ngoài bên đông ạ, xây dựng ạ. Vâng. Như vừa rồi chị nói là hiện tại anh chị đang ở trong miền Nam đúng không ạ? Dạ. Thế cái cô vợ cả thì cô ở Bắc Giang hay là ở đâu? Tôi ở Bắc Giang. Vừa nãy có nghe đấy chị nói rằng là khi thì anh ấy ở với vợ cả, khi thì anh ấy vào trong với mình, tức là anh ấy đi đi lại lại suốt. Dạ. Vâng, anh này sức khỏe có vẻ tốt đúng không nhỉ? Đi Dạ, lại. sức khỏe thì tốt ạ. Thế thông thường thì anh ở với chị nhiều hơn hay ở với cô cả nhiều hơn? Trước thì ở với bà vợ cả được chục năm, thì là bắt đầu gặp em thì là ở với em được 20 năm. Vâng. Tức là Vâng. thời gian ở với mình là nhiều hơn. Dạ. Cô kia chỉ đi đi về về trách nhiệm với con cái thôi đúng không chị? Vâng, nhưng mà 7 năm nay thì mà bên ấy nhiều hơn bên này. Còn bây giờ mình muốn buông tha thì anh cũng chẳng buông cho. Vâng. Cái tài sản của anh chị ở là tài sản mà hai người gây dựng nên trong suốt 20 năm qua, còn trên giấy tờ thì là đứng tên của mình thôi đúng không? Đi làm ăn thì là được đồng nào thì là em quản, nhưng mà ông ấy bắt chia hết ra thì em cũng chia, coi như là ông không thắc mắc một cái điều gì hết. Cái tí nhà đấy thì em bảo chia lốt ra, nhưng bây giờ ông ấy bảo tao không thèm tiền, tao cứ ở bây giờ tao chết thằng hai đấy. Tức là bây giờ theo chị ông ấy cần điều gì hả chị? Chỉ là cái nơi đi lại, tức là do là anh ấy vẫn còn cái công việc làm ăn ở trong đấy hay là sao? Không, bây giờ làm ăn là bây giờ là không có một mình em làm thôi. Thì bây giờ là ông ấy chỉ có là cứ thấy em mà cứ đe dọa em là mày mà đi thì thằng khác mà tao giết, thì là ông ấy về xong mà đâu ông lại vào, ông vào ông ở được độ tháng thì là cứ rượu chè với trai gái vào rồi lại cãi nhau rồi thì nó không không chịu được, không chịu được thì em cũng bỏ chán. Bây giờ là ông ấy lại về bên quê, suốt ngày ông ấy điện vào ông bảo vào nữa tao vào. Vâng, chị ơi như thế này này, anh chị trên giấy tờ hợp pháp thì cũng không phải là vợ chồng của nhau, anh đe dọa chị là nó vi phạm pháp luật chị nhá. Cái lần mà anh ấy đánh nặng nhất mình như thế nào? Có lần mà nó cái rượu đánh thì chảy cả máu mồm máu mũi luôn. Rồi chị đã bao giờ báo cáo chính quyền chưa? Hay là cứ âm thầm Em chịu có đựng như thế thôi? em bảo em báo thì ông ấy bảo ông cắt lưỡi này, em lại không dám báo.
Một khi mà chị không muốn ở với anh ấy nữa, chị phải rõ ràng dứt khoát với anh đi chị ạ. Và những cái việc mà bây giờ mình cũng từng này tuổi rồi, sức khỏe mới là cái điều quan trọng. Và trong khi đó ông ấy thường là gây cho mình những cái thương tích là khi ông ấy bị say rượu, không kiểm soát được cái hành vi chị nhá. Mình phải tự biết bảo vệ bản thân mình bằng cái cách là, thứ nhất ấy, nếu mà được ở nhà thì nên cũng lắp camera đi, để sau này cần có cái bằng chứng gì thì mình còn có nói có sách mách có chứng. Chị cũng phải liên lạc với các anh công an phường, công an khu vực ở cái nơi chị ở, có cái vấn đề gì thì chị gọi điện sang, người ta sẽ hỗ trợ chị. Còn nếu mà ra tòa thì đương nhiên là anh chị không phải là vợ chồng thì chẳng ai giải quyết cho rồi. Nhưng mà những cái mà anh ấy làm với chị là nó xâm phạm đến con người, hoàn toàn là bị pháp luật xử lý chị nhá. Thực ra là chị chưa sẵn sàng thoát ra khỏi anh. Còn một khi mà chị muốn thoát ra khỏi anh thì cách làm nó đơn giản lắm chị ạ. Em muốn thoát lắm chứ. Cái thứ hai ấy là bây giờ anh chị không có con chung, và bản thân chị thì cũng không có một cái sự ràng buộc gì cả. Chị có nghĩ là mình sẽ đi tìm đến một cái nơi nào đó an toàn cho mình không? Em cũng nghĩ là có chứ. Nhưng mà bây giờ là rất khách với người, nhà cửa có nhiều vấn đề lắm. Thì chị bảo rằng là rồi ông vào rượu chè rồi ông phá hết, nên là em không dám đi thuê chỗ khác. Chị nói rằng là bây giờ tài sản của anh chị đã chia hết rồi cơ mà, chỉ còn một cái mảnh đất như thế kia thôi. Và bây giờ chị... nhà thôi chị ạ. Chị nhìn lại xem bản thân mình mới là cái điều quan trọng, còn người thì còn của. Nên là vâng, những cái tài sản mà bây giờ chị nếu mà nó đứng tên chị thì chị bán đi, rồi mình tìm đến một cái nơi nào đó mình ở, chứ không nhất thiết là phải ở cái nơi này, thuê chỗ khác cách cái chỗ này mấy chục cây nó cũng không an toàn cho chị. Mình đến một cái vùng đất mới đi, biết đâu lúc đấy mình lại gặp được những cái cơ hội khác. Như chị nói vừa nãy là chị cũng muốn bỏ đi để chị tìm những cái cơ hội khác cho cuộc đời của chị cơ mà. Còn bây giờ anh ấy gọi là lúc ẩn lúc hiện. Anh ở với vợ mấy hôm rồi anh về anh hành hạ mình mấy hôm. Nay thì đánh chảy máu đầu, mai thì chấn thương sọ não, thì ai chăm sóc mình hả chị? Nên phải biết yêu thương bản thân mình chị nhá. Vâng, chị nghe chuyên gia tâm lý ông Hạnh trao đổi rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Bây giờ muốn chấm dứt mối quan hệ này thì cần phải có một sự quyết tâm. Một là chị có thể tìm đến những cái nơi sống mới. Hai là, và một điều rất chắc chắn là tất cả những cái lần đe dọa người ta thì chị cần phải có biện pháp cứng rắn, bởi vì đe dọa như thế là vi phạm pháp luật và pháp luật sẽ ủng hộ chị trong những tình huống như thế chị nhé. Dạ. Vâng, thế hy vọng là những cái chia sẻ của chương trình thì sẽ tiếp thêm cho chị sức mạnh và sự quyết tâm chị nhé. Dạ, vâng.